Hôm nay con tiếp tục thu hoạch được một ít tắc chua trái tròn. Thì tắc chua trái tròn này mỗi phao con bán với giá là 6 đồng. Trời lạnh cho nên là nó chín nhanh, chín không hay luôn. Còn quỷ da xanh thì con bán với giá là 6 đồng. Nếu mà cô chú nào thích trồng mà sợ là ăn không ngon hay là chua nhiều á thì cô chú cứ mua ăn thử nha, ngon. Có nhiều cô chú thích lắm. Mãng cầu con bán với giá là 12 đồng, ít nè cô chú. Quỷ da xanh nè, cái tép của nó to, nhiều nước, dễ tách, tròn. Nhưng mà cái ruột ở trong nó không có hồng giống như ở bên Việt Nam mình, nó hồng cái màu hơi nhợt hơn. Tắc này con để con lựa ra ha, cái nào chín quá thì bỏ lại. Hôm nay con có mấy nhánh ổi Thái Ruby 80 nha cô chú. Quay rễ cho cô chú xem trước nè. Đây nhánh nữa, quá trời gãy luôn. Chị tấu quá ha. Hôm nay con tiếp tục chia sẻ nhánh ổi Thái Ruby chiếc nhánh nha. Cái nhánh này trên cao cho nên là cô chú chịu khó nhìn giùm con ha. Với lại quay xa nhìn rễ hay là nhánh cũng không có rõ, nó dần lấy cây con chỉ cho cô chú dễ xem nha. Tại cô chú có xiên ban nhiều khi cần coi kỹ cái rõ cái rễ với lại cái nhánh nó như thế nào á. Rễ nè. Rồi cái này con gọi là cái gốc ha. À, hoặc là cái thân, thân to bà ống hút mua bà đang có sẵn. Một nhánh nè. Hai nhánh nè. Ba nhánh nè. 4 nhánh nè, 5 nhánh nè, 6 nhánh. Đó. Bây giờ để con làm sao để coi nhìn cái rõ, cái rễ rõ hơn ta. Anh hai giữ giùm em phóng to màn hình cái. Rồi con phóng to nha. Rễ nè. Cái này là một bên cô chú ha. Rồi anh hai thả lỏng giùm em, thả hết cỡ. Rồi con quay xa để cho cô chú cùng nhìn cái nhánh nha. Nhánh thẳng đẹp, gốc to và ống hút bô bà, rễ thì ok nha cô chú. Rễ ok. Cái này nó ở trên cao quá nên là cái rễ nó khỏe lắm, to lắm. Gạt nhánh nha. Con gạt cái này ra. Thôi được rồi anh hai. Đó, nhánh này nè. Mình có chú thấy không? Đó. Nhánh này đẹp nha. Nhánh này đẹp đó. Đó đó. Rồi con gạt cái này ra nha. Rồi con quay sang nguyên nhánh nha. Rồi cái này con gọi là nhánh số 1 ha. Con tiếp tục chia sẻ nhánh thứ hai nha cô chú. Rễ thì ok rồi ha. Nè. Ngồi quay kỹ cái rễ lại. Cái chỗ này con gọi là gốc ha, hoặc là thân. Thân to bằng ống hút bô bà, lớn hơn chút xíu. Cây đang có sẵn nhiều nhánh. 1 2 3 4 5 6. Cái nhánh nhỏ chỗ này con không tính nha. Cái nhánh này con nghĩ chiều cao nó là hơn 2 feet. Đó. Nhánh này nhánh lớn hơn mấy nhánh con đã từng quay nha cô chú. Con phóng to ra cho cô chú xem bộ rễ ha. Rồi nhánh số 2. Cái nhánh này con bán 80 nha cô chú. Đây. Rễ nè, rễ già ha. Con quay kỹ rễ nha. Rễ già. Nhánh này có chiều dài là 2 feet. Cái thân nó hơi nhỏ hơn những nhánh con vừa chia sẻ nha cô chú. Hôm trước thì con bán với giá là 90 nè. Rồi 100. Cái nhánh này hơi nhỏ hơn những cái nhánh vừa rồi con bán, thì cái nhánh này con sẽ bán 80. Rồi con tiếp tục chia sẻ nhánh số 1, số 2, số 3. Cái này nhánh số 4 nha cô chú. Nhánh số 4. Thì nhánh này con cũng bán với giá là 80 luôn. Bộ rễ cứng khừ nha cô chú. Mùa này cô chú nhìn cái nhánh không có đẹp đâu. Tại vì á, cái lá già nó đang bị đỏ đỏ, nó chuẩn bị rụng. Cái mầm non á, từ trong thân, trong nhánh nó mới bắt đầu ra cô chú nhìn nè. Nên là nhìn cái nhánh nó hơi còi cọng chút xíu. Tại mùa đông nó cũng hay bị gió ha. Nè. Mầm nè. Mấy cái mầm này cô chú thấy cái nhánh nào mà về dư dư á, cắt một hai mầm ghép chơi nha. Nhưng mà con nói á, con làm nó đi hết trơn. Nó đi gặp con bà hết trơn. Đây. Nhánh thứ 5. Nhánh này là gốc to hơn hút bô bà. 2 4. Hai nhánh xè bên này,
hai nhánh xè bên kia, xè đối lập nha cô chú, tán tròn do, chiếc ở trên ngọn là thường thường cái dáng nó rất là đẹp luôn. Để hồi con chịu khó con quay hết nguyên cái nhánh này cho cô chú xem. Còn rễ nè, công rễ uống nu mà hơi ít nha, rễ này là gần ở đây là cô chú nuôi được, còn ở xa thì không nên ha. Cái này là con kỹ cho cô chú mà kỹ cho con luôn đó, rễ nè, thấy không, rễ này thì dư sức qua cầu nha cô chú, mà qua không được té. Nói chung rễ ok lắm cô chú nè, cộng rễ to bên này thấy thưa nhưng mà phía bên này thì nhiều, nhưng mà cái dáng quá trời đẹp luôn. Nếu mà cô chú thích thì alo đây nè, đó cái tán nè, hai nhánh bên này, cái nó quay là hai nhánh bên này, cái tảng trên nó đều nhau, nó tròn mà mấy cái nhánh phụ nó không có nữa, nên nhánh lớn không vậy mà nhánh khỏe không à, bốn nhánh. Nhưng mà cái nhánh này chắc cỡ 2 tuần nó rễ đẹp nha cô chú. Nắng lên, nắng ấm lên nó sẽ đẹp. Cái nhánh ổi Thái Ruby này là con mới cắt từ trên cao xuống nè. Tại cao quá không có quay bộ rễ với lại nhánh được. Cho cô chú xem bộ rễ nè. Thì khi mà cô chú cắt xuống rồi cô chú ngâm vô B1 ha. Nhánh thẳng đẹp. Có 3 nhánh. Lá đỏ là tại vì nó có mùa lạnh nha cô chú. Giờ ngâm B1 ha, sẵn đây ngâm luôn. Cô chú thấy nó nổi bong bóng lên nè. Nó bị khô cái gông kiêu, mình bó chảnh mấy tháng nó bị gông kiêu, nó khô á. Giờ mình ngâm vô cho cái rễ nở ra. Thường thường cô chú ngâm khoảng chừng 4 tiếng là được rồi. Mà bận quá thì mình để qua làm sao mình vô chậu cũng được. Như cái nhánh cỡ này thì cô chú vô chậu 1 cái lông ha. Thì trước khi mà mình vô chậu mình tháo cái bọc này ra, tháo dây tháo bọc ra cho vô chậu 1 cái lông. Đất thì bình thường thôi, potting soil, potting mix là được. Xong cô chú phủ đất tới đây. Rồi mình nén chặt lại, cầm cọc xong mình để chỗ mát ha, tưới đẫm. Xong qua hôm sau thì mình tưới phun sương trên lá mỗi ngày. Mà thời tiết này lạnh lạnh thì cô chú cách ngày cô chú phun sương cũng được cho nó mát ha. Mấy cái ổi này đang nằm trong chậu 15 gallon, trái rất là nhiều luôn. Nếu mà cô chú nào ở Cali á, thì khí hậu mùa này cái ổi trước mắt cô chú là mang về an tâm ha. Tại vì rễ chặt trong chậu 15 gallon, cây khỏe mạnh. Còn nếu mà ở ban lạnh thì đầu xuân hả mua nha cô chú, con có ship xuyên bang. Còn nếu mà cô chú nào ở bang lạnh nhiều hơn ở Cali, không có thích hợp trồng cây nhiệt đới á, thì con khuyên là nên trồng tớ tàu, hồng giòn, đào đôi nịch. Thì những cây cô chú lựa những cây mà ngủ đông á, thì thường thường nó sẽ chịu lạnh giỏi hơn. Mình lựa những cây đó mình trồng cho an tâm ha, cây không có bị chết mà chăm sóc nhẹ nhàng. Còn khi mà mình ở bang lạnh mà mình lựa cái cây mà trồng không được á, thì giống như mình làm hơi ngược lại thì sẽ cực cực cho mình, và có khi cái cơ hội sống của cây đó nó cũng khó lắm, trái dữ dằn luôn ha. Mấy cây nở local của chú lại nhìn cây là thích liền, đẹp, trái nhiều, rễ chặt, gốc to. Còn cây nào mà gốc nhỏ là con bán 180 nha cô chú, chẳng là ở trong 15 gallon. Cây này quá trời trái nè. Và còn có cái hàng cái gốc to hơn ngón chân cái hoặc là bằng ngón chân cái ở trong này đó, cái hàng này ít trái thiệt, tại trái chín con hái hết trơn rồi đó, là gốc to. Thời tiết tháng 3 vẫn còn lạnh cho nên là con sẽ bán một số rau chịu lạnh trước. Thì đầu tiên con có hẹ lá lớn trong chậu lớn, cái này cô chú ở gần đó, mua thì tiện hơn ha. Trong chậu 5 gallon, 3 gallon con có hẹ trong chậu nhỏ 1 gallon. Hẹ mùa đông nó vẫn sống, nó vẫn phát triển tốt nha cô chú, ở Cali thôi ha. Còn băng lạnh thì con nghĩ nó sẽ gụi xuống giống như kiệu gì đó. Con có rau găm, tháng này rau găm nó thích lắm, mát mát lạnh lạnh. Rau găm trong chậu 1 gallon nè. Rồi húng cây nè. Mấy cái này là mấy cái chậu của năm rồi, người cắt tỉa xong nó lên lại những cái chậu mới nha cô chú. Có cái ngó từ dưới đất á, nó mọc lên. Giáp cá cũng vậy nè. Húng cây, mấy cái cây này là mấy cây lớn của năm rồi nè, cắt ngang thì xong đầu xuân nó lên lại những cây con khác nè. Ở dưới này nó có nguyên một nùi mầm ở dưới đó đó. Thì nếu mà cô chú thích á, thì mua 5-7 món, 10 món đi vô thùng. Cẩm tím, cẩm cam thì mùa này chưa có tốt mấy, nhưng mà cô chú tiện thì mình mua luôn. Rồi về
phân bón được một chút xíu. Rồi bắt đầu mùa này là con chuẩn bị có bầu, bí, mướp, khổ qua. Thì vài bữa nữa con sẽ có đậu gồng, dưa leo. Đó. Rồi cô chú thích thì alo ha. Mấy cái cây rau này thì con bầu, bí, mướp rồi thì con chưa ship được, tại vì cái rễ nó chưa có nhiều á, con chỉ bán cho thích gấp thôi. Thì mỗi chậu là con bán 5 đồng ha. Nếu cô chú thích thì alo nha. Rồi con chia sẻ hình ảnh cây lá mơ miền Tây nha. Lá mơ miền Tây còn gọi là lá thú địch á. Lá mơ miền Tây có cây không có hạt. Còn ở đây là cây củ ghiền nè, thì có cây thôi ha. Cái này là cây lá mơ nè. Thì trong một chậu gì có nhiều cây nha cô chú. Cây lá mơ miền Tây. Còn bên này là xương xăm láng nè. Xá xị. Cái này dùng để mình ăn theo dạng rau ghém nha cô chú. Còn này là lá dong nè, để gói bánh chưng. Mấp hương con vừa có cây vừa có hạt. Mồng tơi tím thì con vừa có cây vừa có hạt. Nếu cô chú thích thì alo ha. Con quay trời hơi tối, cô chú thông cảm giùm nha.